Các anh chị em một tác phẩm, một ca khúc mà một người anh của tôi viết ở trong tù. Có lẽ là với những người quen của tôi thì đây là một cái ca khúc nó đã cũ rồi. Tuy nhiên vì tôi nghĩ là những cái live stream của tôi đó, nó đến được với rất ít người cho tới ngày hôm nay. Vì rất nhiều những lý do kỹ thuật cho nên có nhiều anh em trẻ cứ inbox cho tôi than phiền rằng không có tìm được những cái live stream của tôi, cho nên xin với các anh chị em, nếu như các anh chị em nào có thể chuyển được, tiếp tay để chuyển được những cái live stream của anh em chúng tôi thì xin rất cảm ơn. Những điều chúng tôi muốn nói, muốn chia sẻ là rất nhiều phần là muốn chia sẻ với các anh chị em trẻ tại Việt Nam ngày hôm nay, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Trong đó có những lúc chúng tôi hát không được hay, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là những tiếng nói thật lòng của một lớp người đã toàn về già rồi, đã 60 nghĩa là đã già rồi, tôi 59 rồi. Đây là một ca khúc của anh Lê Thụ. Anh Lê Thụ khi vào tù, khi bị tù, bị tuyên án chung thân, anh Lê Thụ là người Sài Gòn, một người miền Bắc di cư vào trong Nam và là một sĩ quan của binh chủng thiết giáp. Anh là trung úy và anh mang bản án chung thân. Một cái điều đặc biệt là cái giai đoạn năm 1978 ở Sài Gòn có một số những cái vụ án đặc biệt, trong đó có hai vụ án liên quan đến hai vị linh mục, đó là hai vị linh mục đứng đầu. Cái vụ án thứ nhất nó liên quan ba vụ, nhưng mà hai vụ. Vụ án thứ nhất nó liên quan đến linh mục Trần Học Hiệu. Kế đó là vụ án liên quan đến linh mục Nguyễn Quang Minh. Người ta thường gọi là vụ án của nhà thờ Vinh Sơn. Và vụ án thứ ba liên quan đến các linh mục, đó là vụ án tại vùng ngã bảy trung tâm Đắc Lộ, đó là vụ án của linh mục Nguyễn Văn Vàng. Để song song với những vụ án đó có một vụ án đặc biệt mà anh Lê Văn Thụ là một trong những người còn sống sót cho tới ngày hôm nay. Và cũng điều đặc biệt là trong cái vụ án đó, giai đoạn năm 1978, mà có những người khẳng khái đứng trước tòa. Dĩ nhiên tòa giai đoạn đó là tòa rất là man rợ, nó không có luật pháp gì cả, nó không có mang cái tính cách sắc luật hay là điều luật như là sau năm 1983. Sau năm 1983 mới có một cái bộ luật được ra đời, đó là bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ luật hình sự 1982. Thì đến cuối năm 83 mới bắt đầu áp dụng. Còn cái giai đoạn năm 1978 nó là hết sức là rừng rú. Những ông thẩm phán, những ông luật sư ra tòa là kết tội, gọi là lúc đó thì chẳng thể gọi là thân chủ được, tại vì hết sức tất cả những cái luật sư lúc bấy giờ là bổ nhiệm, tức là chỉ định. Và ông luật sư nào cũng tố cái người đáng lẽ ra là mình bảo vệ thì ông nào cũng thay nhau tố hết, bởi vì người ta nghĩ rằng tố như vậy thì người ta có điểm, người ta có cái cơ hội để tiến thân trong cái gọi là cái ngành tư pháp rừng rú của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phiên tòa đó, anh Lê Văn Thụ là người đã giơ tay hô đà đảo Cộng sản.
Ngày hôm nay anh Lê Văn Thụ sau 20 năm tù ở các cái trại tù khét tiếng và cũng là một người có một cái mức độ cùm có thể gọi là đại thụ. Tên anh là Lê Văn Thụ nhưng chúng tôi hay gọi là đây là một trong những đại thụ của tù A20 hoặc là tù Z30D hoặc là tù A30. Bởi vì đây là người có 2 lần trốn trại, tức là 2 lần vượt ngục bất thành, và là người bị cùm rất là lâu, rất nhiều lần cùm. Tôi nhớ không lầm, những anh chị em ở trong trại 20 kể đó, thì tổng cộng lại những cái năm tháng mà bị cùm kẹp của anh Lê Văn Thụ cũng khoảng 5 năm, trên dưới 5 năm, là một trong 10 người có cái tuổi cùm, tuổi tù cùm dữ dội, có tôi nghĩ rằng dữ dội nhất nhì, dữ dội gọi là một trong những 10 người mang cái tính cách là dữ dội của tù cùm của thời Việt Nam. Và ngày hôm nay anh vẫn còn sống, trên Facebook các anh chị em cũng có tìm thấy được là anh Lê Đặng. Vâng, thưa các anh chị em, bài này anh soạn cho cung si thứ, tôi nói không làm cung si thứ nhưng tôi không có hát được cả cung đó cho nên là tôi chuyển xuống thành một cái cung phổ thông. Rất mong là có những anh chị em hoặc có những nhóm nhạc nào đó và những ca sĩ có tấm lòng đối với đất nước, những tác phẩm như thế này tôi xin rằng các anh chị em chia chung sự chia sẻ để dẫu gì nó là một cái tiếng nói của một cái giai đoạn đặc biệt, giai đoạn 1980, 1990 ở những trại tù khét tiếng, đặc biệt là trại thung lũng Tử Thần A20 Xuân Phước Phú Yên. Qua hôm kia tôi có chạy vì liên quan đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 1986 thì nhân ngày mùng 1 tôi có chạy một cái bản tin nho nhỏ để kính tưởng nhớ đến anh Kiều Đình Thanh. Vụ án của anh Kiều Đình Thanh tôi nhớ không lầm là có 4 người mang án tử hình và một người gọi là tử hình hụt là ông Trần Nam Phương. Ngày hôm nay ông Trần Nam Phương sau 20 năm tù thì đang sống tại tại Quảng Nam, rất là khó khăn, sống ở bệnh tật rất rất là nặng nề. Ở Quảng Nam cũng còn một số những người trong vụ án của ông Kiều Đình Thanh, trong đó có một nhà giáo, đó là anh Hoàng Xuân Trinh, là một nhà thơ. Ngày hôm nay cũng hết sức khó khăn, sống khó khăn và bị quản chế một cách đặc biệt, bởi vì đây là những người hết sức đặc biệt của cái dòng tranh đấu. Thì cũng có một số những anh chị em có nói trên cái status đó rằng có tìm tên của anh Kiều Đình Thanh mà không thấy một cái dấu tích nào trên trên net cả. Vâng, thưa các anh chị em, không chỉ riêng có anh Kiều Đình Thanh, trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng để phối hợp với anh Lê Ngọc Vàng tại Thái Lan. Anh Lê Ngọc Vàng biết được rất nhiều những cái vụ án mà có những người tử hình, đặc biệt là những vụ án của miền Tây và Sài Gòn, miền Tây Nam Phần và Sài Gòn. Tôi hy vọng là sẽ cùng với anh Lê Ngọc Vàng. Anh Lê Ngọc Vàng nguyên là một võ sư của giai đoạn 1975, võ sư có là một võ sư huấn luyện cho bên cảnh sát. Thì anh cũng mang án chung thân. Cái vụ án nó xảy ra những trận bố ráp nặng nề ở tại núi Thị Vải của Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu năm 1978. Đây cũng là một cái vụ án liên quan đến khá nhiều người của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc bấy giờ, còn
còn hoạt động ở Việt Nam năm 1977 và 78. Để muốn chia sẻ với các anh chị em rằng chúng ta, cuộc tranh đấu của chúng ta có rất nhiều những người anh hùng, và những bậc anh hùng đó vì rất nhiều những lý do mà ngày hôm nay họ vẫn còn im lặng. Một phần là bởi vì đàn áp gia đình của họ đó, là bị chặn hết rất nhiều thông tin. Thậm chí mới đây chúng tôi có về, anh em chúng tôi có về Bình Định để chụp được một số những tấm hình liên quan đến một cái vụ án mà trong thời gian mới đây, tôi nhớ không lầm cách đây 4 năm đó, là nhà cầm quyền họ buộc lòng phải cho khai quật một cái ngôi mộ chung. Cái ngôi mộ đó là 6 người bị bắn, tức là bị tử hình, 6 người trói và bắn trong cọc. Dĩ nhiên là trói vào cọc rồi bắn, thì khi mà lấp không, tức là không có hòm, không có quan tài, lấp xuống là lấp cả với cọc, 6 người chung một lỗ. Cách đây khoảng 4 năm sau đó, cái khu vực đó những người cầm quyền họ khoanh cái vùng đất đó để làm thành một cái công trình lớn của họ. Thì rất nhiều những cái hiện tượng nó dữ dội, nó xảy ra mà người ta không thể nào giải thích được. Cuối cùng là phải đưa đến cái chuyện là phải tìm đúng cái ngôi mộ đó, tức là cái hố đã chôn 6 người đó, và yêu cầu gia đình đến để đưa xác lên. Thì tôi biết được là các gia đình, vì là 6 người bị lấp xuống hố như vậy, cho nên họ đòi phải có cái phương tiện để rảo nghiệm ADN từng cái bộ xương một, để ai đem về nhà đấy, gia đình nào đem về nhà đấy. Và họ đã đem về được, theo tôi được biết thì như có tới 4 người họ phan, 4 người, theo theo tôi được biết là có 4 người. Anh em có tiếp cận và chụp được một số những tấm hình, nhưng mà gia đình thì không dám tiếp chuyện, gia đình thì không dám nói chuyện, không dám đưa thêm thông tin gì cả. Cho nên nó cũng là điều mà muốn chia sẻ với các anh chị em rằng đã có rất nhiều những người mang án tử hình, đã có những người đã tử hình và ngày hôm nay vẫn còn im lặng, vẫn còn trong những cái khoảng bóng tối. Ít hay nhiều, đây cũng là cái lỗi của anh em chúng tôi, những người thế hệ sau của các anh ấy mà chưa làm được bổn phận của mình đối với sự công khai những cái tôi không coi đó là những người đã chết. Tôi không coi những người đó là những người đã chết. Đối với tôi đó là những con người bất tử. Vâng, thưa các anh chị em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để đưa ra ánh sáng, để trả đúng cái vị trí những con người anh hùng về cho sự thật. Chỉ là cứ
hư ảo, là hư ảo, là hư ảo. Giết em bằng tiếng cười của bóng tà ma thoát thai từ đâu đó, nước xuôi dòng tình yêu lắng đọng xót xa. Dương màu mắt em nhòa rung ngàn phím tư. Thầm như suối vắng nỗi niềm đắng cay, em ru em say trong cuộc tình. Reo lên lời chăn trối chất ngắt mãi nơi cung vàng em ai. Vây quanh đôi mình hoang vu của em, hỏi người xa vắng bao nhiêu năm chưa về. Đây là một ca khúc của anh Lê Văn Thụ viết cho người yêu của mình. Và đây là một cuộc tình, tôi nghĩ rằng là một cuộc tình sẽ đi vào lịch sử cận đại của chúng ta. Dĩ nhiên là những người 24, 25 tuổi đi vào tù và có những gọi là những người yêu 19, 20 tuổi, thì những người thiếu nữ đó không thể nào có thể chờ đợi được một người mà mang bản án chung thân, cho nên họ đã phải xa nhau. Tuy nhiên đó là những cái mối tình rất là đẹp và họ không hề trách móc nhau. Suốt cái thời gian mà tôi sống với anh Lê Thụ, chưa bao giờ tôi thấy anh Lê Thụ có một điều gì đó gọi là trách móc người đi của mình, một người mà vì thời cuộc đã phải từ bỏ anh ấy, đã phải rời anh ấy. Và đã đi ra nước ngoài.
Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta xếp lại những sao xuyến riêng, những sao xuyến cá nhân để chúng ta trao đổi với nhau. Xin lỗi các anh chị em. Để chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay về một số những cái đề tài, số những điều đang diễn ra chung quanh chúng ta. Thưa các anh chị em, một số những cái chi tiết liên quan đến những cái thế chiến lược chung liên quan, chào anh Tân Thái nha, liên quan đến những tác động mang tính cách chiến lược của người Mỹ liên quan đến Biển Đông. Tôi nói là liên quan đến Biển Đông chứ tôi chưa dám nói đến liên quan đến chúng ta. Thì ít hay nhiều nó đã xảy ra những cái sự dao động, những cái sự tranh cãi, đặc biệt liên quan đến những người ở hải ngoại và những người ở Mỹ, đã chia ra làm hai cái thái cực. Còn một cái thái cực thì tự nhận mình là những người gọi là dân chủ và cũng được bị phe đối lập của bên Cộng Hòa, đối lập vào những người Việt Nam thân đối lập, những người Việt Nam những người Việt Nam thân Cộng Hòa chứ không phải là những người Mỹ. Thì hai bên đã gọi nhau bằng những cái chữ nghĩa rất là nặng. Một bên gọi những người dân chủ là dân chủ giặc cầy, rồi là dân chủ ba vạ thế này thế nọ. Và một bên thì gọi những người nghiêng về bên Cộng Hòa thì gọi là cuồng thum, cuồng chum, cuồng châm. Tôi có thể nói với các anh chị em, chia sẻ với nhau rằng tôi rất mong các anh chị em trẻ tại Việt Nam chúng ta sẽ đừng trôi nổi vào trong những cái cảm xúc như vậy. Bởi vì đó, theo tôi, đó là những cái cảm xúc tiêu cực, đó là những cái cảm xúc của những người hoạt động chính trị, chứ tôi chưa nói là tranh đấu cách mạng. Những người hoạt động chính trị gọi là tầm thấp, tầm, tôi gọi là tầm vặt, tầm làng nhàng, tầm vặt. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn sự đối lập với nhau đó. Nó là những cái yếu tố để tạo ra cái sức năng động cho cuộc tranh đấu. Những người dân chủ có thể rằng họ không có giống những suy nghĩ đối với chúng ta, những cái hành xử của họ. Thậm chí là chúng ta cũng biết được rằng họ bị dẫn dắt, hay là họ tự nguyện dẫn dắt, hoặc là họ ảo vọng đã dẫn dắt của họ. Cho nên xảy ra những cái chuyện mà có một số người gọi là dân chủ thổ tả, truyền thông thổ tả, rồi dân chủ giả cầy, để gọi những anh chị em, đặc biệt là những anh chị em truyền thông, đa phần các anh chị em truyền thông của Việt Nam ở bên Mỹ là ngả theo bên phía dân chủ. Tôi cũng không hiểu đó là vì lý do gì. Ngược lại thì những anh chị em bên phía dân chủ, tức là bênh đỡ những người dân chủ ở Mỹ cũng như ở các nơi khác, thì gọi những anh chị em bên phía Cộng Hòa hoặc là những anh chị em tại Việt Nam mà có vẻ quý mến ông Trump đó, thì gọi là cái bọn cuồng châm, gọi là cái bọn cuồng thum. Không biết phải nói làm sao. Tuy nhiên là đối với tôi, một người đã từng vào tù ra khám, đã từng chết đi sống lại, nhìn cái cảnh này tôi không hết sức là tiêu cực. Thì một số những cái động thái ngoại giao cũng như là về quân sự, về kinh tế đó, của cái guồng máy của ông Thâm đó, đã có một số những cái quyết định nó làm cho rất nhiều người bật ngửa. Trong đó nó có một cái quyết định là rất là cứng, gần như là rất là cứng rắn đấy, đối với ông Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Baptiste. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Baptiste đưa ra một cái ý tưởng, đưa ra một cái lời tuyên bố rằng sẽ
từ nhiệm bắt đầu từ tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên để đáp lại cái lời từ trước đó đấy, thì ekip của ông Trump đã đi đến một cái thái độ là thôi ông muốn nghỉ thì ông nghỉ luôn ngay đi, ông nghỉ tút xịt đi, ông nghỉ tức khắc, tức là ngày mùng 1 ngày hôm nay, ngày hôm qua. Tính theo giờ Mỹ là ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 1 mời ông rời khỏi cái vị trí đó để cho người khác làm việc. Chúng tôi được hiểu là một số những cái lý do để đưa đến cái chuyện ông Mattis rời khỏi cái vị trí, tức là từ nhiệm khỏi cái vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là nó không thuần túy là chỉ nằm ở trong cái chuyện mà ekip điều hành của ông Trump rút quân, cái quyết định rút quân của ông Trump rút quân khỏi Syria, mà theo chúng tôi được biết những cái lý do nó còn nằm ở một cái lý do nó quan trọng hơn rất nhiều, đó là một cái thế chiến lược ở một cái lực lượng gọi là lực lượng quân đoàn thứ sáu, tức là lực lượng thứ sáu, quân đoàn đặc biệt, quân chủng đặc biệt, gọi là quân chủng thứ sáu. Quân chủng đó là quân chủng vũ trụ, lực lượng phòng vệ an ninh vũ trụ của Hoa Kỳ. Và đó mới chính là cái lý do chính yếu để đưa đến cái thái độ từ nhiệm của ông Jamatis, bởi vì theo chúng tôi được biết là ông Jamatis không có ủng hộ, tức là không có sốt sắng đối với cái kế hoạch thành lập cái lực lượng thứ sáu đó, tức là quân chủng an ninh phòng vệ vũ trụ, lực lượng vũ trụ. Thì từ cái thái độ, cái chiến lược an ninh phòng thủ vũ trụ như vậy đó, chúng ta lại cần nhìn về Biển Đông và những cái động thái của tứ trụ kim cương đó, tứ quốc kim cương ở Biển Đông đó, nó đang cho chúng ta nhìn thấy rằng Biển Đông sẽ không yên, đặc biệt là trong năm nay. Tôi rất muốn chia sẻ với các anh chị em rằng tôi không phải là người cuồng Trump. Tuy nhiên, đối với tôi, nếu ai, bất kỳ đó là ai, bất kỳ đó là người nào, bất kỳ người đó nằm ở đảng phái nào, nằm ở quốc gia nào, nếu như người đó có những hành động nó tương thích, nó tương hợp với cái quyền lợi của cuộc tranh đấu chống, thứ nhất là chống Trung Cộng, và cái thứ hai là ủng hộ về về dân quyền, về nhân quyền, thì tôi ủng hộ. Ông Thum là trong một cái trường hợp đó. Tôi biết ông Thum với những cái tính cách không phải là chính trị, tính cách vô ngoại giao, phi ngoại giao, sẽ làm cho rất nhiều những người có học, những người hàn lâm, các vị hàn lâm sẽ là rất là khó chịu, bởi vì cái thái độ ứng xử của ông Thum là thái độ không hàn lâm, phi hàn lâm, phi chính trị. Nhưng cái bối cảnh của ngày hôm nay rất nhiều điều phi chính trị đang xảy ra. Tôi lấy một cái thí dụ liên quan đến đất Pháp. Đất Pháp đang có một cuộc biểu tình rất lớn. Tuần vừa rồi là qua tuần thứ bảy và tôi đã cố gắng để có mặt trong tuần vừa rồi, tức là lần thứ hai tôi có mặt, chấp nhận kể cả cái chuyện sẽ bị phun khói cây, sẽ bị xịt nước, dẫu rằng tôi đang không có khỏe lắm, để mong rằng sẽ cùng với các anh chị em tranh đấu của Việt Nam, chúng ta nhìn thấy những cái góc cạnh, những cái gọi là những cái góc khuất, những cái góc cạnh của các cuộc biểu tình, lý do tại sao biểu tình và hành xử hành động của những người công lực, cơ quan công lực, tức là những người cảnh sát, họ như thế nào đối với những người biểu tình và thái độ của những người biểu tình nó như thế nào đối với cơ quan công lực, để cho các anh chị em nhìn thấy thế nào là biểu tình. Tôi nói rằng thế nào là biểu tình thì chắc chắn sẽ có nhiều anh chị em nói rằng à, chúng tôi đang dạy dỗ. Thưa, không.
Chúng ta thừa rồi những cái lời dạy dỗ lẫn nhau. Đối với tôi đây là kinh nghiệm. Nước Pháp là một siêu cường về biểu tình. Không có một cái quốc gia nào trên thế giới này có nhiều cuộc biểu tình như ở Pháp cả. Và lần biểu tình này nó đặc biệt là nó tách ra khỏi cái guồng máy của các tổ chức đảng, guồng máy của các đảng phái. Các đảng cánh tả, các đảng trung hữu hoặc các đảng cực hữu không lãnh đạo được họ, không chi phối và không nhảy vào để thao túng được các cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình ngày hôm nay đang đâu đó rất giống hình ảnh của những cuộc biểu tình tại Việt Nam nó sẽ xảy ra. Tức là những cuộc biểu tình của chính người dân, của chính quần chúng, của chính cộng đồng người dân. Vì thế, chúng ta nhắc đến cái chuyện biểu tình như vậy để muốn nói rằng những cái sinh hoạt phi chính trị mà phi chính trị nó đang diễn ra tầm cấp là tầm cấp thế giới. Tôi nghĩ rằng cái guồng máy của chính phủ ông Tổng thống Macron sẽ khó đứng vững. Và nếu như những cuộc biểu tình dẫn đến một sự thay đổi lớn, nó liên quan đến đường lối chính sách quốc gia của Pháp đó, thì nền đệ ngũ Cộng hòa có thể sẽ chấm dứt trong năm 2019. Và nếu nền đệ ngũ Cộng hòa chấm dứt thì tất yếu nó sẽ đi đến nền đệ lục Cộng hòa. Và chắc chắn nó sẽ có những điều liên quan trực tiếp đến truyền thông, liên quan trực tiếp đến thái độ chính trị của quần chúng. Trước đây, tất cả những sinh hoạt chính trị của Pháp đều được dẫn bởi những tổ chức đảng phái. Đảng cánh hữu, đảng cánh tả, đảng xã hội, socialist hoặc là của đảng cực hữu Le Pen, tức là đảng quốc gia National. Nhưng đang đi đến cái tình trạng mà cái truyền thông mạng nó ảnh hưởng vào trực tiếp người dân và nó dẫn đạo người dân, chứ không phải là những tổ chức đảng phái, không phải là những đảng viên của những đảng phái dẫn đạo thái độ chính trị của người dân nữa. Chính sự xuất hiện của ông Tổng thống Macron cũng là một điểm báo hiệu, giống như cái trường hợp của ông Trump ngày hôm nay. Khi ông Trump đắc cử, rất nhiều người bất ngờ. Bất ngờ bởi vì ông Trump không phải là người được đào tạo trong những cái trường phái chính trị, không được đào tạo từ những trong những trường đại học về chính trị. Mà ông Trump là một người thương gia và là một người thương gia thành công. Một con cáo già của, tức là một thương gia cáo già, đại thương gia cáo già của Hoa Kỳ và của tầm cấp thế giới. Đâu đó đang cho chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh chính trị trong tương lai nó sẽ diễn ra đó, là yếu tố đảng phái nó đứng hàng phụ. Có thể nó sẽ xảy ra những liên minh, có thể nó xảy ra những cái hình thái chính trị mang tính cách giống như nước Mỹ ngày hôm nay, tức là liên bang, tức là liên hợp, liên minh. Chính trị cũng vậy, nó sẽ đi đến tính cách liên minh. Và người dân sẽ cộng phần vào, cộng tác được vào cái chuyện ảnh hưởng đến chính trị rất lớn. Nước Pháp ngày hôm nay đang xảy ra những cái cuộc biểu tình và những cuộc biểu tình đó đang đi đến một ước mơ, một ước muốn đã đạt thành khẩu hiệu, đó là RIC, R-I-C, tức là trưng cầu dân ý. Referendum, tức là họ yêu cầu sẽ xảy ra cuộc trưng cầu dân ý. Vì thế, cái hình thái người dân, hình thái quốc dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào chính trị. Thay vì là cứ phải thông qua các tổ chức đảng phái, nó đang là một cái xu thế chung. Chuyện của ông Thông cũng na ná như vậy. Một người phi chính trị đang nắm một cái guồng máy chính trị và có những cái sự thể hiện rất bất ngờ cho nhiều phía. Và dĩ nhiên, ông ta bị rất nhiều những búa rìu của dư luận, và trong những cái búa rìu đó nó xảy ra những tiếng nói mang tính cách phán xét và thiếu điều là lăng mạ, phán xét, chửi bới và lăng mạ của những người Việt Nam, thậm chí là những người Việt Nam không sống tại Mỹ,
những người Việt Nam tại Pháp, những người Việt Nam tại Úc tự khoác cho mình cái vai trò dẫn dắt truyền thông và tự mặc cho mình một cái áo hàn lâm để có những lời lẽ thậm chí là lăng mạ không thung. Tôi trộm nghĩ rằng cái thái độ đó, tôi có quyền được gọi đó là một thái độ lố bịch của những vị hàn lâm. Vâng, thưa các anh chị em, từ cái chuyện của Hoa Kỳ, tôi gọi là của Hoa Kỳ chứ tôi không gọi là của ông Thum hay là của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì đã nói đến cái sức mạnh chính trị, sức quyền lực của Hoa Kỳ bắt buộc phải nhìn thật kỹ vào cái thế lực nào nắm cái cán cân, gọi là cán cân quyền lực của Hoa Kỳ. Nó khác với Pháp. Ông nào lên làm tổng thống thì ông đó có một cái bộ sậu, có một cái thế lực của mình, và người ta quy trách nhiệm hết cho cái ông tổng thống đó. Người ta không thấy phía sau lưng ông tổng thống có cái gì cả, một cái lực nào đó phía sau ông tổng thống đó. Người ta chỉ thấy là những đảng phái, thì thí dụ như những đảng phái nào đưa lên thì thế lực là thế lực đảng phái. Mà các đảng phái thì đại đa phần là chia quyền và đoạt vị, đoạt quyền nhiều hơn là có một cái ý thức cao hơn, đứng lên trên những sự tranh đoạt. Những người đứng lên trên sự tranh đoạt phải là những người thật sự là trí thức. Những người đó không cần tiền, hoặc thật sự phải là những người đã thừa tiền. Chỉ có những người đó mới không bị vật chất lôi kéo, chỉ có những người đó mới không bị trôi nổi vào trong những cái chuyện là tranh quyền đoạt vị. Và tôi nghĩ rằng trên thế giới bây giờ, ngày tới ngày, tức là từ cả hàng trăm năm nay, 200 năm nay, chỉ có nước Mỹ có một cái gọi là thế lực như vậy. Thứ hai, một cái quốc gia thứ hai chính là nước Nhật. Cái quốc gia thứ ba thì khó định hình, đó là Do Thái. Cái thế lực đứng phía sau của Do Thái đó, nó liên quan đến tín ngưỡng, nó liên quan đến Do Thái giáo. Lực lượng gọi là lực lượng Do Thái giáo. Tiếc rằng Việt Nam của chúng ta không có một cái lực lượng tín ngưỡng như vậy. Việt Nam của chúng ta có thể nói là chúng ta bị mất văn hóa, trở thành năm cha ba mẹ về tín ngưỡng, về tôn giáo. Đâu đó cũng là về văn hóa của chúng ta. Chúng ta không được như người Do Thái là vì thế. Đối phương của chúng ta, đối thủ của chúng ta, mỗi khi chúng cướp được nước của chúng ta, việc đầu tiên của chúng nó là ra rê, cào bằng, nhổ cỏ tận gốc tất cả những thứ mang tính cách văn hóa của chúng ta. Thậm chí tổ tiên của chúng ta là ông thần nông cũng bị chúng nó đem về luộc và xào chiên thành một ông thần nông của Trung Hoa đỏ, mà ngày hôm nay là Trung Hoa đỏ, tức là của đất nước gọi là cái đất nước Tàu, cái chữ Tàu tôi để trong ngoặc kép. Và kể cả cái con gọi là con linh vật của chúng ta cũng vậy, đã bị đem về Tàu và nó nặn, nó nhào nặn, nó chiên xào nấu nướng thành ra là một cái con có cái tên là con lân. Thực ra cái tiền thân của cái con lân đó, nó là con nghê của tổ phụ của chúng ta. Và nó đã đưa đến một cái tình trạng rất là chéo ngoe, là các đền đình, các đền chùa của chúng ta đâu đâu cổ xưa cũng vẫn là con nghê. Và trong những thời gian gần đây thì nó lại trở thành là con lân. Con lân nó là biểu tượng của con cọp. Chẳng có con cọp nào bảo vệ con người cả, chẳng có con cọp nào bảo vệ làng xóm cả. Con nghê nó là biểu tượng của con chó, nó là sự biến cách đổi hình của con chó, biến thể của con chó. Con chó trở thành con chó đá và trở thành con nghê, đi vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta mỗi năm Tết đến, chúng ta làm cỗ bày thịt để mời tổ phụ, mời tổ tiên của chúng ta về. Và đắng cay thay, rất nhiều những cái mâm thịt đó là mâm thịt chó. Liệu tổ phụ của chúng ta họ có về hay không? Hoặc họ về, họ đứng ngoài ngõ, họ không vào. Chúng ta hãy nhìn tại sao, đặt một câu hỏi, tại sao người Mường, tại sao những dân tộc thiểu số
Và tại sao những tôn giáo đặc thù của Việt Nam, thí dụ là đạo Bà Chúa Liễu, thí dụ như là Đức Trần Hưng Đạo, đạo của Đức Thánh Trần, tất cả, kể cả là Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, tuyệt đối không được ăn thịt con chó. Nhưng chúng ta hết sức vô tâm, chúng ta hết sức vô tình, để mỗi một năm những cái nhân dịp Tết đến là chúng ta bao nhiêu con chó bị thịt. Chúng ta thịt chó để mời tổ phụ của chúng ta về. Mà chúng ta không hiểu một chuyện là tổ phụ của chúng ta lắc đầu đứng ở ngoài xa. Mấy ông nói rằng đủ mẹ tụi mày đâu phải con cái tụi tao đâu. Nếu mà tụi mày là con cái của tụi tao, làm sao tụi mày dám giết thần Phật của, gọi là thần vật linh thần của tổ phụ của chúng mày. Chính là con nghê. Cho nên tụi mày làm sao mặc mẹ tụi mày. Tụi mày có đâm nhau, tụi mày có giết nhau, tụi mày có tan banh nước là chuyện của tụi mày. Đừng có mời tao về. Giao thừa tao không về đâu. Vâng. Từ cái chuyện chiến lược của Hoa Kỳ đến cái chuyện chính trị, phi chính trị nó đang diễn ra. Và chúng ta đâu đó lại nhìn về xa xăm chuyện văn hóa của chúng ta, chuyện người Tàu, đến chuyện ăn thịt chó. Vâng, tại vì gần Tết rồi, thú thật với các anh chị em, mỗi khi Tết đến, tôi đối với riêng bản tôi là người nghiên cứu về chó, và đặc biệt là chó trận. Ở Việt Nam thì chúng ta không thể nghiên cứu về chó trận được như tại Pháp, bởi vì Pháp là cường quốc về chó, cường quốc về chó giống. Đặc biệt là chó bảo vệ. Pháp là đứng đầu toàn thế giới, không có quốc gia nào huấn luyện chó, kinh nghiệm về huấn luyện chó, đặc biệt là chó chiến đấu bằng nước Pháp, ngoại trừ Israel, tức là Do Thái. Mà Do Thái là mới những năm sau này thôi. Tức là một cái giống chó của Do Thái và một cái giống chó của Thổ Nhĩ Kỳ là hai cái giống chó đã đi vào gần như là tiền đề của gọi là lịch sử chó bảo vệ của Âu Châu. Tuy nhiên, nói về chiều dài của lịch sử chó bảo vệ đó thì tôi nghĩ rằng Việt Nam là tổ sư. Chúng ta đừng quên rằng thời bà Triệu đánh quân nhà Hán là bà Triệu, lực lượng của bà Triệu, quân đội của bà Triệu đánh chủ yếu bằng chó. Đoàn quân khuyển lớn nhất của lịch sử là đoàn quân khuyển của bà Triệu Thị Trinh đất Thanh Hóa. Sau này khoảng những năm 1500, tức là thời bà Triệu là thời 208, tôi nhớ không lầm, 208 hay 228. Thì hơn 1.000 năm sau, tức là một năm khoảng năm 1480-1500, thì có một cái đoàn quân chó thứ hai của tướng Nguyễn Xí, cũng là đất Thanh Hóa. Đất Thanh Hóa là đất văn hóa sâu xa của dân tộc Mường. Mà chúng ta đừng quên rằng dân tộc Mường là dân tộc chủ của những dòng vua đầu tiên của đất nước Việt Nam, kể cả bà Triệu, kể cả bà Trưng, đến mãi tận đời Lý, tức là đến thời Tiền Lê, tức là ông Lê Hoàn, thời Đinh Tiên Hoàng, thời Lê Hoàn là người Mường. Dân tộc Mường nắm cái quyền lực trên đất nước của chúng ta. Vua Đinh Tiên Hoàng và đời Tiền Lê, đời đầu của Tiền Lê, tức là từ những giai đoạn của Lý Thường Kiệt cho tới cái giai đoạn mà nhà Lý giành ngôi, tìm cách, tức là rất là chính trị để giành ngôi và đem thủ đô rời khỏi đất của người Mường. Đất của người Mường lúc bấy giờ chủ yếu là Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình. Thì quyền lực của nhà Lý
đã sau khi lấy quyền ấy, thì đem về Hà Nội để rời ra khỏi, tức là thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng lớn lao của người Mường. Vâng, chúng ta lan man về vấn đề lịch sử để chúng ta nhìn lại ngày hôm nay. Từ cái chuyện của quốc tế, chúng ta thấy chắc chắn năm 2019 sẽ là một cái năm dẫn đến rất nhiều những thay đổi. Và cái tia mắt cũng như là những cái lời nói của ông Tổng thống Thung, đối với tôi đó là những lời nói, những lời phát ngôn của một ông quản lý. Và dĩ nhiên đã nói là quản lý là có những người đứng ở sau ông quản lý đó. Tức là thế lực siêu cường của Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ. Thì những lời nói của ông Thung và những người chung quanh của ông Thung cũng như những hành động của ông Thung đang cho chúng ta nhìn thấy là cái mục tiêu của cái bộ sậu ông Nhung, ông Thung đang nhắm đến là ít nhất là chặt cụt cái đôi chân của cái gọi là xã hội chủ nghĩa, cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà thằng Tàu là thằng đang lãnh đạo. Tất cả những hành động bắt những bọn gián điệp và bắt những người lãnh đạo của Huawei đều cho chúng ta, bắt buộc chúng ta phải nhìn thấy rằng cái nước cờ đó là nước cờ càng ngày càng tiến, không thể lùi được nữa. Cái nước cờ gọi là nước cờ triệt tiêu sức mạnh G5, sức mạnh G5 của Trung Quốc. Thì nói đến sức mạnh G5 là chúng ta nói đến cái luật an ninh mạng của Việt Nam. Để chúng ta thấy rằng những người cầm quyền của Việt Nam khi mà họ tung ra cái chiến lược liên quan đến gọi là an ninh mạng, thì cái mục tiêu của an ninh mạng nó không phải là để giữ gìn an ninh cho quốc gia hoặc là giữ gìn an ninh cho từng con người Việt Nam. Cái luật an ninh mạng nó chỉ là một cái tờ giấy trá hình đặt ra những điều lệ để khống chế người dân Việt Nam, để làm tay sai cho Trung Hoa mà thôi, cho Trung Hoa đỏ mà thôi. Bởi vì nếu là một tập thể quyền lực muốn giữ được cái sự bí mật của quốc gia và bí mật của an ninh của từng người dân ấy, thì sẽ không ai đi đón cái hướng ai về cả. Tức là đón cái công nghệ và tất cả những cái phương tiện đi theo cái công nghệ đó, tức là công nghệ G5, công nghệ G5, bao trùm Việt Nam. Vì thế chúng ta cần phải nhận định là an ninh mạng là cái trò trá hình để khống chế người dân Việt Nam. Chứ không có gọi là an ninh mẹ gì cả. Bởi vì lặp lại với các anh chị em, nếu là an ninh thì phải đuổi cổ ngay thằng Huawei ra khỏi đất nước. Đuổi cổ ngay hạ tầng cơ sở của truyền thông Tàu ra khỏi đất nước. Thì từ an ninh mạng, ngày hôm nay tôi xin đề cập với các anh chị em bốn chữ đô thị thông minh. Có lẽ là sẽ xa lạ đối với các anh chị em khi nghe đến cái chữ đô thị thông minh. Và tại sao tôi lại nói câu chuyện an ninh mạng liên quan đến đô thị thông minh? Đô thị thông minh nó là một cái chiến lược. Chiến lược này thằng Tàu nó đã làm từ 7 năm về trước. Nó bất chấp quốc tế. Và cũng vì cái gọi là cái chiến lược đô thị thông minh này mà lực lượng của ông Thung đã nhìn vào nước Tàu, đã có cơ sở để nói với Liên Hợp Quốc, để nói với tất cả những cái quốc gia tiên tiến rằng cái chế độ của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc là một cái chế độ coi người dân không ra cái thể thống gì cả, không ra một cái nghĩa lý gì cả. Bởi vì cái quyền xâm phạm, tức là quyền riêng tư bị xâm phạm một cách tận cùng. Thế nào là quyền riêng tư bị xâm phạm một cách tận cùng? Đó chính là đô thị thông minh, chiến lược đô thị thông minh. Camera, nhận diện và cảm biến. Ngày 14 tháng 6 năm 2018 vừa qua, lần đầu tiên tại Việt Nam
có hệ thống camera nhận diện. Và hệ thống camera nhận diện đó đã được lắp đặt hết sức là công phu nhưng vội vàng chỉ tại thành phố, gọi là thành phố mà mẹ Hồ Chí Minh, tức là thành phố mà mẹ, tôi gọi là cái thành phố mà mẹ Hồ Chí Minh. Tại sao lại chỉ là Sài Gòn bị cài cắm, bị răng mắc cái hệ thống camera nhận diện như vậy? Câu hỏi này các anh chị em phải trả lời, không phải tôi. Điều thứ hai, cách đây 7 ngày, các camera phối hợp đã được lắp đặt và họ đã thử trong ngày 25 tháng 12 và ngày mùng 1 vừa rồi, tức ngày Tết Tây, thử ngay tại Sài Gòn, thử nghiệm ngay tại Sài Gòn. Camera nhận diện phối hợp với các camera cảm biến. Điều đó để làm gì? Họ sẽ lập tức lập trình được ngay, phân tích được ngay các cái hành động bất thường để có khả năng dẫn đến những cuộc biểu tình. Các camera nhận diện phối hợp với các camera cảm biến sẽ nhận định rõ ngay được ai là người mang chất sắt ở trong người, mang những cái vũ khí mang tính kinh thép, dao ở trong người. Họ không tiếp cận chúng ta giống như là trước đây 3-4 tháng nữa phải đến gần chúng ta mới có thể nhận diện được. Thậm chí phải kéo áo chúng ta mới thấy ra được chúng ta giấu sắt trong người, giấu vật nhọn trong người. Và đặc biệt xăng. Các camera cảm biến và camera nhận diện bất cứ một khuôn mặt nào. Tôi thấy lấy một cái thí dụ như ông Lê Công Định chẳng hạn. Bây giờ ông Lê Công Định đi đến đâu, tôi bảo đảm cắt đầu tôi này, ông Định đi đến đâu, Trung ương chúng nó biết, an ninh nó biết, nó biết ông đi đến đâu. Và nếu cái đường đi nước bước của ông ấy đến một cái địa điểm nào đó 5-6 lần trong vòng một tháng ấy, thì cái địa điểm đó chắc chắn sẽ bị khoanh vùng. Cái giá trị của camera nhận dạng ở thế giới người ta áp dụng để nhận diện tội phạm. Nhưng tại Việt Nam nó áp dụng để nó nhận diện những người dân anh hùng, để nhận diện những người dân có tiềm lực, có tiềm ẩn những ý đồ, gọi là những ý tưởng tập trung biểu tình. Dĩ nhiên, nói đến điều đó không phải là chỉ có ông Lê Công Định. Tất cả những anh em gọi là có máu mặt tại Việt Nam và đặc biệt là tại Sài Gòn, bây giờ một bước là các anh chị em bị giám sát. Cho nên các anh chị em cẩn thận, đi đến đâu, nói chuyện với ai sẽ không thoát được cái hệ thống camera nhận diện và đặc biệt camera cảm ứng mới được thử nghiệm 2 ngày, ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 ngay tại Sài Gòn. Các cái giá trị, các cái sức mạnh, gọi là năng lực của camera cảm biến, nó nhận diện được ancol, tức là mình để ancol ở trong người, nó có thể nhận ra. Nó không khác gì gọi là con chó cả. Con chó nó có thể, cái mũi của con chó nó có thể nhận diện được mùi rượu, tức là mùi ancol, hoặc là huấn luyện về mùi xăng. Tất cả những thứ huấn luyện nó đều có thể nhận diện được từ một cái khoảng cách từ 14 đến 16 mét nếu người nào đó mang trên người. Cái mũi của con chó nó thính gấp hơn 400.000 lần mũi của con người. Và các hệ thống camera cảm biến của cái này là của người Mỹ phát minh. Phát minh là phát minh của người Mỹ. Và người Việt Nam đã mua lại của người Tàu. Dĩ nhiên người Tàu nó mua của người Mỹ. Nhưng nó về nó copy, nó nghiên cứu và nó copy, nó làm ra một cái phiên bản khác y chang như vậy, 1910. Và những cái hệ thống đang áp dụng tại Sài Gòn đó là hệ thống gốc, là gốc gác của Mỹ.
nhưng đã được biến đổi, đã được biến cải, đã được gọi là nhân ra bởi Trung Hoa. Cho nên nhắc đến cái chuyện này đó để cho chúng ta thấy rằng cái luật an ninh mạng nó là một cái tiền đề để nó cho phép những thằng làm chính quyền, những bộ phận an ninh nó chọc vào thật sâu trong đời sống riêng của mỗi người chúng ta. Đối với những cái quốc gia Tây Phương thì không có quyền đặt những cái camera cảm biến như vậy. Cùng lắm là những camera mang tính nhận diện thôi. Và những người được khoanh vùng trong những cái tầm nhận diện chỉ là tội phạm. Nó không như ở Việt Nam. Những người yêu nước lại bị khoanh vào được coi đó là tội phạm. Chứ không phải là nó khoanh những bọn tội phạm xã hội. Mà nó coi chúng ta, nó coi dân tộc Việt Nam, hầu hết những người yêu nước là tội phạm. Và nó đặt vào trong tầm ngắm, đi một bước theo một bước. Vì thế, chúng ta đang đối diện với một sự khó khăn. Sự khó khăn đó, tôi lặp lại, đó nó gọi là đô thị thông minh. Tức là cái đám giám sát nó theo dõi rất sát, rất chặt chúng ta. Và chúng ta mang cái gì trong người, nó 80% nó đều có thể nhận diện được. Cho nên chúng ta sẽ đừng có ngạc nhiên khi chúng ta thấy anh em của chúng ta mới hớ hớ những cái là đã bị bắt, mới hở hở ra, hoặc là tập trung 5-3 người nhúng 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 nhau là đã bị bắt. Chúng ta đừng có bị gọi là hù ma nhát khỉ. Tức là thấy cái việc như vậy là chúng ta thấy đối phương nó giỏi quá. Và đôi khi chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Chúng ta nghi ngờ ngay trong đội ngũ của chúng ta. Là phải có người báo thì chúng nó mới biết. Thưa không, tôi lặp lại. Đó là một cái chiến lược của chúng nó. Nó mang tên là chiến lược đô thị thông minh. Copy của tụi Tàu từ 7 năm trước. Mà ngày hôm nay bắt đầu chúng nó thực hiện. Và hướng nhắm của chúng nó chủ yếu là ba thành phố phía Nam. Quảng Nam, Nha Trang, và đặc biệt là Sài Gòn. Vì thế, chúng ta cần nắm cái chi tiết này để đặt ra những cái phương lược, những cái cách hành động của chúng ta trong tương lai. Dĩ nhiên nói như thế này, có một số người có thể nói là ông Thành cũng đang hù để cho mọi người không ra. Tôi hiểu được những điều tôi nói ra nó sẽ có những cái tiếng nói ngược lại như vậy. Nhưng tôi phải nói để chúng ta, đặc biệt các anh chị em trẻ tại trong nước, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang đối diện một cái tầm nó khó hơn trong cái chuyện là tập hợp. Nhưng chúng ta lại có một cái ưu điểm, đó là những cái vùng tập hợp, những cái camera nhận diện và những camera cảm ứng, nó hầu hết nó nằm ở trung tâm, nó nằm ở trong Sài Gòn. Cho nên ngoại vi của Sài Gòn là nơi mà chúng ta có thể khai thác tốt, thậm chí là những tỉnh lân cận. Tôi lấy thí dụ là Biên Hòa. Kinh phí của chúng nó ngày hôm nay nó không đủ để dàn trải trên toàn quốc. Nó chỉ nhắm vào, nhưng mà nãy tôi nói là ba thành phố lớn, đặc biệt là miền Nam. Ba thành phố của miền Nam. Điều đó nó là một cái câu hỏi cho chúng ta. Tại sao lại chỉ miền Nam? Tại sao Hà Nội là một cái gọi là thủ đô mà tại sao lại không cài đặt hệ thống gọi là camera nhận diện và camera cảm ứng, cảm biến? Vì thế chúng ta cần phải biết tự chúng ta khoanh vùng của chúng ta để chúng ta tránh những cái nơi mà chúng ta coi là ưu điểm, tức là những cái địa hình khu vực, tức là những cái khu vực địa lý mà chúng nó nắm chủ động. Cho nên chúng ta cần phải nhắm đến những hướng khác. Còn một khi nhắm vào Sài Gòn thì tuyệt đối không bao giờ chúng ta dắt chai xăng nào đó vào trong người, hoặc là những vật nhọn ở trong người. Camera cảm ứng nó nhận. Vâng, thưa các anh chị em, lát nữa tôi xin phép trở về, tại vì tôi bị một cái cuộc gọi bất ngờ. Cho nên xin chào các anh chị em nhé. Tôi có cuộc họp bất ngờ.